mới đây, chuyên gia Alan Gan, đồng sáng lập Hudson Rock, một công ty tình báo tội phạm mạng có trụ sở tại Israel, cho hay dữ liệu của 533 triệu người dùng Facebook vừa bị rò rỉ. Ông Gan nhận định, những thông tin này chắc chắn sẽ bị những kẻ xấu sử dụng để lừa đảo, tấn công mạng và tiếp thị. Vụ việc được cho là đã ảnh hưởng đến hơn 32 triệu người dùng ở Mỹ, gần 20 triệu người ở Pháp, 11,5 triệu người ở Anh và 10 triệu người ở Nga. Người phát ngôn của Facebook Liz Bogross thừa nhận việc rò rỉ dữ liệu, song giải thích đây là dữ liệu cũ đã được báo cáo trước đó vào năm 2019. Facebook đã phát hiện và khắc phục sự cố này vào tháng 8 2019.